Ngoài ôn lại truyền thống ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ khởi nghĩa hai bà trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Kiên quận Thốt Nốt phối hợp cùng công đoàn phường trao 39 phần quà cho cán bộ hội viên và nữ công đoàn viên, tặng 5 chiếc xe đạp cho con em nữ công đoàn viên khó khăn, tặng quà cho hai con em hội viên trong chương trình mẹ đỡ đầu. Cùng thời gian này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như họp mặt về nguồn, giao lưu câu hỏi truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tặng quà cho cán bộ hội viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.